hôm nay mình muốn nói về cái scriptable object và lý do tại sao gần như 100% các dự án mình không sử dụng scriptable object mặc dù là nó là một cái kỹ thuật rất là hay của unity giúp tách biệt data và code ra thì trong unity document nó có nói là scriptable object là một data container giúp cho chúng ta lưu trữ một lượng lớn data đây chính là một cái rất là hay và mình cũng rất là thích nó trong thời gian đầu mình học và mình sẽ nói với tại sao mình không xài nó nhé thì nếu các bạn code với mình lâu rồi các bạn sẽ biết được mình có một sở thích là uh, ví dụ như mình chúng ta có một cái xem nào, hero manager đây, đây các bạn thấy nhé mình có một cái um, có một cái class như thế này và nếu như mà tất cả những object ở đây lỡ tay mà bị xóa đi đấy, vì mặc định code nó không có data này và khi mình bấm nút reset ở đây thì code mình sẽ tự động load đúng những cái mình cần việc này cực kỳ hữu ích trong việc quản lý bất và test và phát triển game về sau cực kỳ hữu ích và mình rất thích cái này tuy nhiên đối với cái uh, super object thì chúng ta không làm được như vậy lý do tại sao chúng ta không làm được như sau thì bài toán của chúng ta là chúng ta cần phải biết được là cái hero controller này nó đang quản lý data điều khiển cho cái loại character nào như đây là warrior đúng không nhưng mà bằng code chúng ta hoàn toàn không biết được. Thì nếu như chúng ta có được một cái scriptable object và chúng ta lưu tên của class trong đó thì chúng ta sẽ ít được bằng code là cái object này đang là class nào, class warrior hay là class wizard. Thì cách đã tạo ra hero đã cách tạo, tạo ra scriptable object cũng rất là đơn giản. Đầu tiên là các bạn cứ phải chuột ở đây, các bạn new một cái script ra cho mình. Khi new một script ra thì bạn sẽ có một cái script mono behave. Đây, mình có làm sẵn rồi nhé thì chỉ bạn chỉ cần sửa cái mono hay ở bên này bạn nhìn nhé nó sẽ là tên script và mono hay thì bạn chỉ cần sửa cái mono hay này thành scriptable object là xong là bạn có một script rồi lúc đó bạn muốn chứa thông tin gì trong cái scriptable object này thì các bạn bỏ vào đây đấy, ví dụ mình để tên là class rồi sau đó để có được cái menu để có được cái menu như thế này create hero scriptable object đấy chỉ ví dụ như bây giờ mình có một con ranger thì mình xóa làm lại nhé mình muốn tạo ra một cái Uh, profile cho con ranger thì mình bấm đây create này, hero này create profile này đúng không mình đặt tên nó là ranger và trong này mình gọi chữ ranger ở đây đấy là mình có luôn một cái profile cho chuyên ranger và để có được cái menu đó đó các bạn chỉ cần cốp một dòng như thế này các bạn ngay trước lát các bạn khai báo mình một cái từ khóa là create asset menu với tên là hero profile sau đó menu là đường dẫn tới cái menu đây các bạn theo đầu tiên là hero sau đó là create profile là các bạn có luôn một cái để tạo ra profile cho hero. Đấy. Thì với cách như vậy các bạn sẽ có được những cái ranger chỗ này. Đúng chưa? Và sau đó trong cái code của các bạn, các bạn chỉ cần trong cái phần bonn này nhé. Các bạn chỉ cần khai báo một cái biến có kiểu là hero profile. Vì bản chất nó cũng là uh, class uh, class uh, C# thôi, không có gì cao siêu cả. Và nó chỉ là uh, class C# thôi. Và chúng ta tạo cái biến như thế này, y như cái chỗ file a mà controller chỗ này, chẳng có gì khác gì cả. Và đặt tên như vậy thì vấn đề của cái này là khi mà các bạn muốn liên kết tới cái profile thì bạn phải kéo thủ công ví dụ đây là warrior đúng không thì bạn phải kéo thằng warrior vào đây các bạn phải cầm các bạn kéo như này đấy thì thế thì làm sao để tự động hóa được cái chỗ này làm sao để tự động hóa được là khi mà reset chúng ta không phải kéo nữa mà nó động nó load thì có cách như sau là trong là cách như sau có ba cách nhá mình sẽ tìm được ba cách thì nếu các bạn Google từ khóa là Load Script Able Object Vscript với các tài kết quả đầu tiên như này trong Unity Forum thì bạn sẽ có được ba cách. Đây là ba cách chuẩn nha, mình không nói nó sai, không, nó không hoạt động được. Cách đầu tiên là dùng Resource Folder. Resource Folder là cách để chúng ta load tài nguyên nói thẳng ra nhé là cách để ta load tài nguyên từ trong cái data uh, data dưới này trong cái project dưới này lên trong hai kia chỗ này bằng cách là chúng ta tạo ra một cái folder đặt tên là resource các bạn để folder này ở đâu cũng được miễn sao nó tên là resource là có hoạt động và trong cái này các bạn phải chứa cái data mà các bạn muốn load các bạn muốn load uh, warrior đúng không các bạn bỏ vào đây đấy và trong cái con trong trong cái controller này này các bạn phải lưu cái tên của warrior lại đó là một cái dở rồi đúng không chúng ta đang muốn né không lưu tên gì ở đây cả nhưng mà bây giờ chúng ta phải để làm resource chúng ta phải load ở đây đó là cái điểm trừ thứ nhất thì giả dụ có một cách nào đó các bạn load được tiên là các bạn vẫn muốn dùng cái resource folder này vướng một cái rất là hài hước resource folder này nó không hợp cho những dự án lớn nếu bạn làm game Flappy Bird ok dùng resource folder được vì game Flappy Bird rất là nhỏ tài nguyên rất ít bởi vì sao khi dự án lớn thì cái resource folder này nó không tốt nó sẽ làm chậm game đi rất nhiều bản thân Unity khi nói về resource folder đây là nhá đây là lên unity.com là trang chủ của nó luôn nhá cái resource folder này cái best practice của nó nói một câu đơn giản ngắn gọn đừng có xài nó đồng vua vậy các bạn thấy không thì mình khuyên là các bạn không nên xài cách này nếu các bạn làm game nhỏ muốn trải nghiệm ok làm game lớn một chút no Đấy. vậy là cách thứ nhất đã fail cách thứ nhất đã fail không resource order thế thì asset bundle thì sao asset bundle thực chất nó cũng tương tự như resource folder nhưng mà thay vì nó load bundle từ ở trong local game ra trong mấy của bạn ra thì nó sẽ load ở trên server thì đối với những game nhỏ các bạn không dùng cái này được, các bạn dùng cái này là chết, đấy. cái này là cũng mệt. nhưng mà đối với game lớn, game server có đầu tư thì ok, không vấn đề gì. nhưng mà ở đây mình đang nói về game nhỏ, game 2d, game indie thì không có chuyện cài server đâu, mệt lắm. cho nên là cách này cũng fail trong trường hợp của mình, thì mình không có làm game server, mình tự bỏ giấc mơ đấy rồi. tiếp theo là tạo ra một cái service local singleton, thì cách này thật chất nó chính là tạo ra một cái class nào đó các bạn tạo ra một cái class uh, chung nào đó đúng không tạo ra một cái class script nào đó và trong cái script này các bạn lưu bạn tạo ra liên kết sẵn tới tất cả những cái uh, data các bạn dùng cơ chế singleton tầng các bạn load tất cả tới data thì mình không nói chi tiết sâu về cách này nhưng mà đại khái là nó cũng là một dạng load local và nó cũng dạng thủ công bởi vì sao bởi vì nó cũng giống như đây này đấy các bạn có bạn tưởng tượng chúng một cái script và mỗi một liên kết như vậy là tới những cái shipable uh, object của chúng ta và những profile của chúng ta và chúng ta dùng singleton để chúng ta truy cập vào đây thì nó vẫn có câu chuyện là chết chỗ này Đấy, chết chỗ này reset là cũng mất ấy vì chúng ta không có cách nào load trực tiếp từ bên này thì đó là lý do mà mình không thích cái không thích cái shipable object này thật ra mình không thích mà là không xài được nó không tự động hóa được ấy thì nhưng mà nếu các bạn nếu các bạn không đi theo hướng tự động hóa các bạn có một cách nào đó để các bạn um, đảm bảo được rằng là những cái liên kết của này nó không bị mất và các bạn không cần phải lốt tự động cái này và các bạn chấp nhận load bằng tay thì ok các bạn vẫn có thể sử dụng scriptable object được bởi vì mình mình biết được rằng unity hỗ trợ rất mạnh cái khoảng test khoảng test nhé mình xem nào test nó nằm ở đâu ấy lâu lắm rồi mình không xài thì test bởi vì uh, dự án này mình chạy một mình mình thôi mình muốn cắt giảm chi phí nên là mình không làm test cho nó nhưng mà mình đã từng thử và rất là ok uh, không có test đây nha nhưng mà mình mình nghĩ rằng là nếu như các bạn bỏ qua cái chỗ này và các bạn có đầu tư về test thì các bạn có thể dùng test để các bạn bắt bắt được là ờ à, tôi chạy unit test và tôi phát hiện ra là rằng là cái script chỗ này nó đang bị mất kết nối bỏ lỗi ra test fail bắt người ta phải sửa thì lúc đó bạn vẫn có thể sử dụng cái script object được đấy là bạn có một cách khác để bạn kiểm tra bất thì nhưng mà mình không không đối với dự án nhỏ một người thì thường thường mình sẽ bỏ qua cái giai đoạn uh, unit test đấy dự án lớn thì chắc chắn mình sẽ có làm thì đấy là cái lý do mà mình không thích script object đơn giản là vì nó không tự động hóa được thôi đấy thì clip này hôm nay nói cũng như thế à, nếu các bạn nào có ý kiến phản hồi hay có ý kiến phản bác có cách nào đó để giúp mình giải quyết vấn đề là có cách để tự động hóa script object mà không sử dụng cách ở đây hoặc là cách nào đó tối ưu hơn thì các bạn cứ chia sẻ trong comment mình sẽ nghiên cứu bởi vì như mình nói mình thích scriptable object nhưng mà mình không xài được nó vì nó không tự động hóa uh, clip sau mình sẽ chỉ cho bạn cách làm sao để cũng load được data nhưng mà không sử dụng scriptable object ok chào các bạn nhé